Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu TMP Luna, mỗi khẩu súng vừa cho nâng cấp. Và sau này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ lên được khẩu TMP Roja Dragon, đua TMP ấy. Thì bên China thì nó cũng thế, và bên này thì chắc chắn là nó cũng theo bên China thôi. Chả khác một ma chả mấy mồ. Rồi cây này thì điều đầu tiên anh em nhìn thấy và nhận xét về cây này, đó chính là cái tên. Anh em hay gọi nó bằng một cái tên thân thương, đó là TMP Diana. Cái tên rất là thân thương anh em ạ. Thân thương Verkler, hay quá. Này thì ăn của bố. Cây này thì đạn nó cũng khá là ok. Cũng tầm 50 mấy 60 viên, hình như là 60 mấy viên ấy. Mình thì con trai cháu ong nên là được nâng lên là 82 viên. Phê. Cây này mà cứ tầm hơn 80 viên là cứ vả sấp mặt vô bay thôi, không sợ bố con thằng nào. Lại đây. Tao sợ mày quá đấy. Cái con hàng fake của con mực đờ mờ thím hàng fake này. Thôi, tao lại sợ mày quá đấy. A à, hi hi. Lại đây xem nào, mình sẽ tiến bạn về phương xa. Cái thằng này nó cầm gắt linh vào tay nó dài ấy nhở, không để có từ nào để miêu tả được cái độ khắm lọ. Rồi còn hàng fake này, hàng fake của con mực đờ mờ, con bạch tuộc thì còn chấp nhận được. Đây hàng fake của mực nó mới ghê anh em ạ. Á đủ. Tơ làm gì đấy? Hổ báo, lồi lõm với mình là đi đấy. Này thì lồi lõm này, thể hiện cái thái độ lồi lõm là sấp mặt đấy. Còn cái thằng hàng fake của con mực nữa, thằng đấy bắt đầu nó ngửi thấy mùi mình rồi, bắt đầu là thèm thuồng mình rồi, mình phải cảnh giác hơn. Rồi té nhanh. Đấy, có xài đâu. Trời, nó xả khói tích mù như thế kia thì không thấy được. Rồi bắt đầu phải cảnh giác hơn. Đấy đấy, có sai đâu. Thằng này chuẩn bị nó móc lốp mình đây này. Bạn ơi, tay bạn ngắn lắm, móc không được đâu. Nói chung là bạn không đủ trình để móc làm cho mình sướng. A à, hi hi. Khoái lắm. Rồi nhấp nháy nữa này. Nhấp nháy này. Này đi. Ui, cái thằng gắt linh đờ mờ. Thanh niên đứng thẩm du mút luôn con hàng của mình. Hay lắm. Hay lắm thanh niên, quay lại đây xem nào. Quay lại đây. Này thì nguy hiểm với tôi này. Úi giời. chưa hết giờ à? Còn 3 giây nữa thôi mình té đây. Mình cứ tưởng là khoa đấy mình tưởng hết giờ rồi. Thế mèo đâu, tự dưng lại lao vào người zombie không chết. Số người ta gọi là 120 không bằng 1 hên. Đấy, người ta gọi nữa là do ăn ở. Thật là phê lòi. Nhưng cái pha đấy đúng là mình cận chiến mắc ăn hên ạ. Thế mẹ có thằng hủy diệt, nó lao vào người mình, nhưng mà mình không chết. Ảo lòi, cái pha đấy mắc ảo lòi. Chúng tôi gọi đây là hư cấu. Rồi, mình tính. Khẩu này bắn cũng tuyệt vời ấy. Nếu mà so với khẩu TMP Ares thì mình nghĩ là cũng chẳng khác gì nhau đâu. Một ma chả mấy mồ, nó cũng như nhau thôi. Nhưng cái skin bên ngoài thì nó đẹp hơn. Rõ ràng là như thế rồi. Mà sau này thì từ TMP Ares thì mình nghĩ là cũng không biết là có thể nâng lên được TMP Roja không. Chứ cây này thì chắc chắn là sẽ được nâng lên được đua TMP Roja rồi đấy. Lao vào y một bầy zombie. Té nhanh đi bạn ơi. Kiểu các bạn lại sấp mặt lại trách mình. Sao bạn không cover cho mình với. Đấy là tại các bạn nguy hiểm thôi. Thể hiện cái thái độ lồi lõm với zombie thì một cái kết nó rất là tuyệt vời. Rồi thôi. Đồng quá. Một thằng nữa thôi là có hero rồi. Mình xin hero nào. Thôi đừng đuổi theo mình nữa. Ui, thằng lên đầu kìa. Cứ thích nhìn mình ạ. Thế mèo. Thế chả khác thì nói mình đẹp dai. Đùa. Ui, thôi sấp mặt rồi. Đen. Chỉ có thể là đen thôi. Suýt tí nữa là làm hero rồi. Những đen quá. Ui, thôi té. Quay lại đây. Mình đây này. Đấy, phải câu kéo thêm ít con để bắn kiếm tí kill. Rồi lên đây. Ôi chết biết. Rồi. Trời ơi, cái tay nó chậm một giây thôi. Mình lên mình mắc là mình biết ngay rồi. Mấy sau dạo này mình ấn cái nút biến mà mình ấn không kịp ạ. Đùa. Cái nút này như là không được mượt bằng bên cái nút China hay sao ấy. Thế nào mình những cái pha mà gấp gáp là mình không thể ấn được. Khô lời. Trận này sắp mặt lờ. Cố lên.
chúng ta sẽ cố gắng những trận sau bớt SML lại. Thì bạn tơi rồi, ngáo lắm, chả biết nhìn đâu, nhìn trời nhìn đất nhìn mây chứ chả biết là có chín pin ở phía sau. Thôi xong rồi, bị hấp sấp MN đã thế, gặp đúng cái vòng gặp toàn thẩm du. Thế mèo nó lên đứng trên thùng hàng, bảo sao tơ sống được. Hit của bom này, úi dồi, tính cho nên nó hit của bom của mình thôi, nó test hàng. Thế mèo anh em bắn ghê quá, bắn ghê quá. Thôi xong rồi, 3Z không biết là cái chế độ này 3Z đục bao nhiêu đam, mình chưa test luôn. Cái này mà cầm 3Z vào chắc là cũng phải 4-5.000 đam ấy, không phải rằng vừa. Ủa thì mèo chém đặc biệt là không mất tiết nhở. Rồi tôi xong, thằng kia nó nuốt rồi, khô lời. Mình chém đặc biệt nó miễn sát thương ạ. Chả nhẽ cái rìu này phế vật đến thế sao? Chém thường là chém đặc biệt thì không mất tiết, nó miễn sát thương, còn chém thường thì nó mới có sát thương. Thật là hư cấu, hư cấu hay giao cấu gì thì dùng bài nó cũng hết rồi. Cận chiến đi. Đây này, sau lưng này, sau lưng này bạn hiền. Ai hí hí, bạn là một con y tá hiền lành. Đấy, chăm lo cho bệnh nhân, bệnh nhân và bị nhiễm HIV giai đoạn cuối này đi. Chưa chết này, ôi hồi máu, đùa. Phải có hồi máu, hai lần hồi máu đấy nhá. Quá tam ba bận, lần này bạn phải chết thôi. Sao bắn trúng này, đến thế, sát thương 2. Úi rồi, lại đây, bạn hiền, bạn hiền. Úi tôi, trời ơi. Cái thằng này hay lắm, chỉ được cái tài KS thôi, bên kia. Úi rồi, dùng bài thêm vào cái này. Bạn vào thì bạn cũng chết thôi. Ngáo ngơ, không nhìn được gì đâu. Mới vào lên tivi rồi, chả hiểu tại sao. Cái con zombie mình nó đâu rồi? Một phát vào đầu không chết này. Hết rồi, bắn làm cái gì nữa? Lao vào mà chơi luôn. Dân chơi lại sợ mưa rơi. Chơi tốt, mình chơi tốt anh em ạ. Dân chơi nó phải khác. Rồi trận cuối này mình sẽ cố gắng kiếm nhiều cận chiến một tí. Mấy trận này không kiếm được nhiều cận chiến. Cơ mà trong chế độ này cận chiến hơi bị khó, tại vì nó bút. Nó bút ảo loi. Thế biết không, lao vào cận chiến cái nó có HP lại thì bố thằng nào chém chết được. Và thứ hai thì lâu lâu thì zombie được bút cái giáp, và giáp đấy thì các bạn chém không chết đâu. Khám lắm đấy, lâu lâu thì nó lại có cái giáp, khám lắm. Nói chung là muốn chơi cận chiến ở cái chế độ zombie này thì cũng phải lầy lội lắm mới chơi được. Không lầy lội. Này thì hóng này, nó không xuống đâu. Mệnh, không hết làm cái gì. Á đủ, mất tiết, mất da này. Mệnh, mất cái khăn bảo vệ, cái khăn giấy bảo vệ. Không ngờ mình mua trúng hàng fake nữa rồi. Hết xài cái đấy rồi chuyển sang xài khăn giấy. Thì mèo vẫn không cản được cái bọn này. Công nhận tay bọn này nó dài thật đấy chứ. Khổ thế cơ. Này thì dài. Ít mệnh. Móc cơ đấy là cùng, bạn phải nằm xuống thôi. Cái tội của bạn móc mất, móc rách cái khăn giấy của mình rồi. Úi rồi, bất an rồi đấy, biết ngay. Nó xoay cái mặt sang đây ngay. Anh em phải có giác quan thứ 6 mới phát hiện được. Mình những cái pha lầy lội đấy mình quen rồi. Úi rồi, cái gì này mới kể chuyện. Những pha mà cận chiến mà cứ lao vào người nó mà nó đứng im là cứ xác định là té thôi. Không nghe làm gì. Khi mà nó di chuyển thì sẽ khác, mà khi mà nó đứng im thì nó sẽ khác. Ôi, đen. Cái số thì thẩm du không được thì xuống đi săn đi, chứ đừng có thẩm du làm cái gì nó mệt người. Tại vì chết hết thôi. Úi dồi, tớ đâu. Úi dồi, kinh thế. Nữ thần bảo thủ. Đây là nữ thần bảo thủ. Thế mẹo anh em hay gọi nó là nữ thần bảo thủ. Được mơ. Đấy, báo thù, mình nghĩ là báo thù chứ nhở. Thôi bảo thù. Đùa. Mà đặt cái tên gì vãi. Gì mà nữ thần báo thù ra. Anh nhé, đặt nữ sát thủ. Đờ mờ, nữ thần báo thù. Tên nghe chuối vào lờ.
Anh em còn chế thành nhà nữ thần bảo thủ mới ghê. Này, tự nhiên bị giết chết, bị đang ngồi chửi kìa. Ai hí. Tự nhiên chửi kìa. Thật là VL. Không biết là pha đấy mình cận chiến nó hay là gì hay sao. Chắc là thằng khác. Chắc là bị ăn hình từ thằng khác, không phải mình. Thôi bye bye tất các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.